hội hiếm có chứng kiến cùng lúc nhật thực một phần và sao chổi trên bầu trời. Vào tháng 6 này cùng lúc xuất hiện nhật thực ngày 21 tháng 6 năm 2020 và sao chổi C2020F3 sẽ xuất hiện rực sáng từ nay đến cuối tháng 7 năm 2020. Sao chổi C2020F3 dự kiến sẽ có độ sáng lớn đủ để quan sát bằng mắt thường sau khi mặt trời lặn ở phía tây và sau đó trước khi mặt trời mọc ở phía đông. Chú ý, khi quan sát nhật thực các bạn không được nhìn trực tiếp mặt trời hay qua ống nhòm hoặc kính thiên văn mà không có các thiết bị bảo vệ mắt chuyên dụng. Còn trong trường hợp ngược lại với sao chổi C2020F3 sẽ rất tuyệt vời nếu quan sát qua kính thiên văn hoặc ống nhòm vào sau hoàng hôn và trước bình minh khi sao chổi tỏa sáng. Đăng ký kênh để nhận được thông tin các sự kiện thiên văn tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.